Hôm nay đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân sau khi mà cung cấp một loạt đá ra thì cũng muốn chào đến quý anh chị một cái mẫu dẫn rất là thú vị. Và thật sự là ngoài cái chuyện thú vị ra, mình phải nói lại cái từ cao cấp trước trước cái chữ thú vị. Đây là một mẫu dẫn hàng đặt theo yêu cầu, và đơn vị liên kết mới của Quân là cái đơn vị duy nhất có thể đáp ứng được nhu cầu này, bao gồm là vẽ 3D, in 3D, sản xuất ra mẫu resin rồi sau đó mới đúc ra, và đúc là đúc mẫu nào là bảo lưu mẫu đó cho khách hàng, giữ bản thiết kế đó cho khách hàng, bảo hành trọn đời cho khách hàng. Chúng ta cùng lướt qua xem ha. Chúng ta có thể xem từ trong ra ngoài nha. Chế tạo rất tinh xảo. Đây là một con nhẫn dành cho một cái anh. Anh này mê đá đỏ. Thật sự rất là mê đá đỏ. Và anh muốn dán tất cả các đá đỏ vào garnet, vào trong chiếc nhẫn này. Và đủ 360 độ luôn quý vị. Những cái viên này là Hololay hết và được tuyển chọn kỹ càng. Chiếc nhẫn này trị giá không dưới 8 triệu, bao gồm thiết kế và hạt đá ở bên đơn vị thiết kế luôn. Nói như là ý tưởng là của khách, còn lại là của bên thiết kế. Cuối cùng khách đã trao lại cái kinh tế là trên 8 triệu đó thì nhẫn thôi. Hãy cho Quân ý kiến này về chiếc nhẫn này. Xin chúc mọi người ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và năng lượng giống như là chiếc nhẫn này nhé, năng lượng đỏ đó. Quân xin chào và hẹn gặp lại.